từ năm 20 có đuôi 18, từ ngày sơ khai đã có lá 1, lá 2, lá 3, lá 4. Với những anh hùng KV Ngô ta, đặc biệt là Linda, ta hãy gọi tắt cho họ với những cái tên là huyền thoại. Thôi thì quá khứ cho qua, ta hãy bước chân hiện tại. Cũng thật không may cứ tưởng một sát sẽ được trí tôn. Hà Si Ta Ma Huy Hoàng nay gặp phải cánh đông ba. Ta quên báo các gara mang đến sao mạng để chết chóc. Với những cái tên đủ hệ chắc cần phải liền kê. Đúng trăm heroi được làm team ba tê tái. Ta vẫn không làm mà vẫn bước tiếp, đó gọi là quả trí của ta. Quả trí của ta là lá đã căng đếp. Tộc làng là chất lử, Hà Si Ta Ma là bất tử. Làng lá là căng đếp, tục làng là chất lử, Hà Si Ta Ma là bất tử. Ok anh em, mình gặp rất nhiều. Khi anh em xem anh em mình một like, một comment bên dưới nhá. Cảm ơn anh em.